Bạn dùng cái món này đâu? Mời cả nhà ăn cơm biển nhá. Hôm nay là bữa tối này bị anh em lại làm tí mấy con chuột về là lại là món chuột hấp với lại nồi cháo vịt. Nha, anh em mình chơi đi. Một cái này. Mời cả nhà nhá. Hôm nay còn nhá. Hôm nay còn mỗi ba anh em rồi đấy. Gương mặt thân quen và quen thương. Chào gái em ơi. Đấy, vui chuột đấy. Hôm nay còn có ba anh em rồi. Ba anh em làm đấy chục con. Mời bác ơi. Thì con vịt để nấu cháo vịt cho các cháu ăn, con cháu không ăn chuột. Nếu là ba anh em lại làm đĩa chuột to đấy là xong. Chuột này ăn ngon này. Lắm chất đạm. Đây là bát cháo vịt. Đấy thì con vịt để nấu cháo cho các cháu ăn, còn là ba anh em chúng tôi là đây là cái món này thôi. Miếng thịt chuột. Kẹp các món xả. Đây này. Ăn ngon tuyệt. Riêng không mọi người không biết, nhưng riêng ở chúng tôi là cứ bát xả này, xả lá chanh. Thế rồi mới ớt. Khá là nhiều ăn, gặp mỗi một miếng chuột thì chuột gấp kèm với cái món này. Đấy, vào đây. Đấy, thịt chuột. Đấy, nhiều người bảo là cái này là cái bát với người của miền cứ bảo là cái bát bổ gì mà nhiều này, mà đây là xả và lá chanh. Đấy, thái vắt thật nhiều chanh vào, chỉ có muối hột và mì chính. Còn đây là cải hấp chuột. Còn đây là từ việc hôm nay anh em đi làm độ 20 con về đâu thế. Vịt hấp với xả nó chanh đấy, cứ ăn truyền thống là nó ngon, nó dễ ăn. Đấy, mỡ một miếng chuột là thế này đấy, gấp ăn cả cái bổi này luôn đấy. Nhiều bạn cứ bảo sao ăn cả cái gì sao không chấm, nhưng mà ăn cả cái này nó mới ngon đấy. Mỡ miếng chuột đây này đấy, gấp ăn cả cái bả này rất là ngon đấy, nó như thế quá ngon. Mời cả nhà nhá, băng mời đi. Xả nó chanh đấy, tuyệt vời. Một miếng đùi đấy, cả cái vỏ chanh nhá, cả cái vỏ chanh cũng phải thái nhỏ biến cho vào tất ăn tất như này mới ngon này. Đấy nó như thế. Nhiều bạn cứ bảo là thế chứ có cái bát bổ như là chỉ có xả nó chanh mà như không phải là chấm, mà đây là ăn cả cái này luôn. Hôm nay anh em về tối quá này, hôm nay không có món sung. Đúng là ăn với cả sung nữa là rất tuyệt đỉnh luôn. Đấy như này bát nồi cháo vịt cho các cháu nó ăn, rồi anh em cứ làm cho nó êm. Mời cả nhà nhá. Ngon rồi. Quá ngon. Ngon nhỉ. Đấy, cứ mỗi tuần làm đĩa đó ngon. Rồi cứ anh em mình làm chục con rồi. Một cháo vịt ăn miếng là đỉnh nhỉ. Này. Cháo vịt. Nồi ba tô cháo vịt. Đấy là còn các cháu nó ăn. Ngoài sau anh em chú uống rượu. Nóng quá bỏng hết cả đây. Làm bát cháo vịt. Một xong cháo vịt nồi áp suất đấy. Chặt băm nấu cháo cho cháu ăn. Anh em tôi cứ làm cái đĩa này mồi nhậu này là êm. Nào anh em. Uống hết đi anh. Mời cái đũ. Chào ngày cuối tuần nhá. Cuối tuần vui vẻ. Ngon quá. Ngon này, ngon thế đi. Ngon. Vua bắt chuột ngon thế luôn thế nào. Đấy. Anh à, được đấy. Nếu thích ăn thịt chuột mà không có ông này là cũng chịu. Đấy như thế. Không phải có cái ông này. Là em này nữa. Là gương mặt thân quen rồi. Đấy. Ngon đấy, nóng ngon quá rồi. Cái nước chuột thì này hấp bắp cải đấy, bắp cải này và cái cải đắng này. Mai sẽ ăn được không? Còn cái này, cái cải đắng này nước hấp ăn rất là ngọt. Thế nhà 4 người 3 người ăn được, mẹ ăn được. Có cả mỡ, có mướp nữa thì tốt, mướp bao tử nữa thì ngon. Ngon lắm. Ngon đấy. Chấm vào này vẫn cứ ăn tất cả tổng thể nó như thế cả. Cả bồi xả này, ớt, lá chanh, vỏ ơi, vỏ chanh. Ăn rất ngọt đấy. Đấy, này ăn ngon. Thế ăn không làm sao cả. Ăn rất ngọt anh ạ. Rau bắp cải này ăn mấy cái đây là ngọt lắm. Nhưng mà bắp biển bắp hay ăn cay lắm. Anh cứ nghiện cay đúng không? Nghiện quá. Không hứa cơm mồm. Đấy. Ăn nó ngon mạnh mồm. Thôi ra bên này ngồi này ăn này. Mình đã chặt được sang đây này. Anh ngồi cho... Đây có mấy ba anh em... Ôi giời ơi, ăn cho hết được không? Đấy, đùi đấy. Hôm nay làm chuột. Đấy, cái chuột ăn nó nắm chất đạo. Mà cái... Đấy, cái nóng... Rồi, đấy. Gắp cả bổi cả ớt. Đấy, mời cả nhà đấy, mời cả nhà chưa? Mời rồi, mời cả nhà. Đấy, cái này là... Đấy, ăn thế này thì... Nói chung là rất dễ ăn. Lá chanh đây con này giống như thế này, nó cứ muối này đúng đấy, đấy
gắp tất cả xả vào cháu ạ, ăn nó mới ngon, ăn nó thành quen đi. Cháu ăn còn đang học ăn cay. Nói chung là ở mình thì nói chung là chỉ có cái nhung còn thôi, là cứ mồm rượu là ăn thế này, còn chị em phụ nữ ở quê hương là nó thật sự là nó không ăn mấy, cũng có người một hai người thôi không ăn mấy, cho nên cứ rất là sân thuật. Đấy, nó như thế đùi đấy kẹp bỏ như đấy. Và các bạn chấm như nguyên bột canh với ớt hoặc là muối hột ớt không thì nói chung là phải có cả cái lá chanh, ăn cả bộ này nó ngon. Đấy. Ừ, ngon. Ngon quá. Rượu ngon đấy, rượu này rượu thì ngon đấy. Rượu. Đấy, còn ba anh em tôi phấn đấu làm sao hết nửa dài cái chai này. Là cứ là rượu chuối. Cay quá. Không có gì mà cái rượu chuối hột cũng là chọn nhất. Chuối rừng ấy chứ không phải là chuối hột. Vàng óng. Này ngâm lâu ngon. Cũng ngon. Năm ấy. Không đấy, nhưng mà cứ phải cái tầm tội gì đằng nào cũng mồm uống rượu cũng thì cứ phải làm thái sao vàng hạ thổ đổ vào bình ngâm. Đấy. Uống cả năm hết một chum lại đổ vào lại bật chum khác. Rượu có gì đáng đâu, bỏ 2-3 triệu ra là làm một chung to tướng, ngâm cả người mình vào. Đấy như thế. Ủa cay ngon. Đấy. Bỏ quá. Đấy. Ít thôi. Bỏ nó chanh. Đây, anh bán miếng này này. Ngon. Đây này, ba chỉ. À, ba chỉ à? Ừ, bỏ cái chút, bỏ xuống đấy. Bà bán ra, đây là miếng ba chỉ của chuột. Ngon. Ba chỉ đây gì? Đấy, ba. Còn đây là... Ba chỉ. Đậu lấu thổ cẩm. Đậu phụ. Cà đốt, thịt gà, mọc, canh đậu phụ, đây là canh đậu phụ đấy, cả thịt gà nữa là và các em là nấu chế thêm bên lên để cơm tối gia đình biển này. Thôi cả nhà ăn cơm biển nha, chúc cả nhà một buổi tối cuối tuần vui vẻ nha. Thôi là anh em mình uống đi, cả nhà chúc cả nhà vui vẻ nha, công nghệ nha. Ai à. Xin phép tạm dừng video, mời cả nhà cơm biển nha.